À, giờ mình coi con XK045 bằng đường điên các bạn, bằng cái đường lên nó cầu tạm nền xuống cho dễ các bạn, làm đường chính xác đây.
Hồi vậy con ngồi đó hồi dình xình hết đi chợ đó. Sao không xử cái xài luôn mà đêm mấy thằng say rượu dễ dễ lắm à. Hả? Đó, đó. Ừ. Mấy say rượu dễ lắm đó. Ừ. Làm đường đi đó. Quẹo đây nè. Đó chạy được rồi đó, chạy được rồi.